Sau khi đã tìm hiểu hoạt động khuyến mãi và khuyến mại, chúng ta hãy cùng tìm hiểu hoạt động quan hệ công chúng. Quan hệ công chúng là các hoạt động với mục tiêu là thiết lập mối quan hệ với các bên liên quan, chẳng hạn như là với báo chí, với các cơ quan nhà nước, với các khách hàng tiềm năng, với các doanh nghiệp đối tác khác hay với chính những người lao động trong cơ quan doanh nghiệp của mình. Vậy thì chức năng của quan hệ công chúng bao gồm việc thiết lập và phát triển mối quan hệ với báo chí, quảng bá sản phẩm, truyền thông cho doanh nghiệp, cả truyền thông bên ngoài và truyền thông bên trong doanh nghiệp. Vận động hành lang chính là việc giao thiệp, tạo mối quan hệ với các cơ quan lập pháp và với cơ quan nhà nước, với chính phủ để ủng hộ việc tạo lập hay là việc loại bỏ một quy định hay một điều luật nào đó. Vậy thì mục tiêu của quan hệ công chúng nó chính là khiến cho công chúng biết đến. Nhờ các câu chuyện của PR sắp xếp trong giới truyền thông có thể làm tăng uy tín và sự chú ý về một sản phẩm, dịch vụ, về con người, về tổ chức hay là ý tưởng. Mục tiêu thứ hai đó chính là xây dựng sự uy tín của doanh nghiệp. Mục tiêu thứ ba đó là khuyến khích lực lượng bán hàng và các đại lý. Và cuối cùng, hoạt động quan hệ công chúng giúp tiết kiệm chi phí xúc tiến bán hàng. PR có chi phí thấp hơn chi phí quảng cáo và các chi phí dành cho các phương tiện truyền thông khác. Do vậy, với một ngân sách hạn chế thì doanh nghiệp sẽ cân nhắc tạo được mối quan hệ với các bên liên quan hơn là việc thực hiện quảng cáo. Hoạt động quan hệ công chúng có thể sử dụng các công cụ như là công cụ quảng bá, sự kiện, tin tức, bài phát biểu, hoạt động phục vụ cộng đồng hay là các phương tiện nhận dạng. Các công cụ quảng bá có thể kể đến như là báo cáo hàng năm, các tài liệu quảng cáo, bài viết, tài liệu nghe nhìn về bản tin và tạp chí của công ty. Trong việc sử dụng các công cụ quảng bá thì doanh nghiệp sẽ phụ thuộc vào các phương tiện truyền thông để tiếp cận tới lượng khách hàng mục tiêu. Một công cụ thứ hai đó là sự kiện. Sự kiện thì có thể là các hội nghị, các hội thảo, các buổi triển lãm, các buổi thi, các ngày kỷ niệm và các tài trợ cho các chương trình thể thao, văn hóa. Hay như với các hoạt động phục vụ cộng đồng thì doanh nghiệp có thể tạo ra được một hình ảnh tốt đẹp trong tâm trí người tiêu dùng hoặc trong tâm trí những khách hàng tiềm năng của mình. Công cụ khác rất quan trọng của quan hệ công chúng đó là các phương tiện nhận dạng. Các phương tiện nhận dạng sẽ giúp cho doanh nghiệp nổi bật, củng cố được thương hiệu của mình hay là tên tuổi của mình. Một số phương tiện nhận dạng có thể kể đến như là đồng phục này, cách thức bài trí trong công ty hay là logo của công ty đó. Vậy thì bạn có nhận ra được sự khác biệt giữa quảng cáo và quan hệ công chúng không? Nhìn vào hình thì các bạn có thể nhận thấy rằng là đối với quảng cáo thì người làm quảng cáo sẽ liên tục nói với người tiêu dùng là tôi đáng tin, tôi đáng tin, tôi đáng tin. Còn đối với cả quan hệ công chúng hay là PR thì người làm PR sẽ thuyết phục với các khách hàng hay là khán giả của mình đó là tin tôi đi, tôi đáng tin. Vậy thì quảng cáo sẽ giúp cho người tiêu dùng hay là các khách hàng tiềm năng có thể nhận biết được về thương hiệu, họ có thể ghi nhớ tên thương hiệu. Nhưng đối với PR thì nó sẽ giúp cho các khách hàng tiềm năng, các khách hàng mục tiêu hiểu rõ hơn về thương hiệu, về công ty và về sản phẩm. Chẳng hạn như là khi doanh nghiệp tài trợ cho một sự kiện hay là họ tổ chức một sự kiện thì họ sẽ không làm nguyên một quảng cáo và để chỉ là quảng cáo cho sản phẩm đó. Mặt khác thì họ sẽ tạo ra các thông điệp, các bài thông cáo báo chí để gửi tới giới truyền thông. Qua đó thì giới truyền thông có thể phát sóng hay là đưa ra các bài báo và để quảng bá cho doanh nghiệp hay sản phẩm của doanh nghiệp đó.